kêu huynh. Mày kêu tao hả? Ờ, dạ. Tại bữa giờ không thấy huynh qua nhà chơi. Sao phải qua? Ủa, huynh... Huynh đệ cái gì? Mày tưởng bữa giờ tao qua nhậu nhẹt với mày, bài bạc với mày là bạn bè hả? Mơ đi. Tại mấy huynh nói là bạn bè chi cốt với tôi mà. Tao là ai? Mày là ai? Mày là thằng khờ mà. Chẳng qua tụi tao muốn á, dạy cho vợ mày một bài học thôi. Vậy là vợ tôi nói đúng. Quá đúng là đằng khác. Lỗi của mày á là lấy được một con vợ quá xinh đẹp, quá khôn lanh. Và mày cũng như bao thằng đàn ông khác, mắc cái lỗi là sĩ diện không đáng thằng đàn ông. Còn lỗi của vợ mày á, đó chính là cô thế, không nói lại tụi tao. Từ nay á, gặp tụi tao ở đâu á thì tránh đi. Tụi tao á là tụi tao, còn mày á là mày. Xa cả với mày bữa giờ mất giá lắm rồi. Khờ, chưa tìm thấy nàng hả? Để tôi kêu thằng mỏ đi tìm phụ ông. Tôi tìm mấy ngày rồi không thấy. Tôi không biết là nàng còn sống hay đã mất nữa. Đừng có nản lòng như vậy. Chưa thấy xác là còn hy vọng. Biết đâu mẹ con nàng còn sống thì sao? Nếu như nàng còn sống mà không chịu về thì coi như là mất rồi còn gì. Tại tôi ngu quá. Tôi ngu còn hơn lúc tôi là thằng khờ. Nói theo cách này thì cũng đúng. Đàn ông tưởng mình là nhất, có lý trí rồi thì không biết thương vợ thương con. Muốn làm ông tướng đè đầu cưỡi cổ vợ, để rồi bây giờ mất thì mới thấy tiếc. Thôi ráng đi, có cần gì thì cứ qua tìm tôi. Cảm ơn anh. Tôi đi nghe. Anh Tân, tôi có gì không phải anh bỏ qua cho tôi.